Hello anh em, hôm nay mình cho sale một ít đồ phụ kiện để anh em mình ai có nhu cầu thì ủng hộ ha. Đây, những cái hàng mà hôm nay mình cho sale là rất là thông dụng để cho anh em mình sử dụng luôn. Đây như kẹp mát này, kẹp mát cho anh em mình sử dụng ha. Đây, chỉ có 35.000 là anh em có một cái kẹp mát. Đó, mà đồng ở bên trong này ha anh em, dây dựng đồng để cho anh em mình xài rất là bền bỉ luôn. Lò xo rất là cứng nha, có bát móc để cho anh em mình sử dụng luôn. Bát kim này thì chỉ có 35.000 là anh em có một cái nha. 35.000 nha anh em. Đây, 300A 35.000. Rồi, kim hàng 300A 45.000. Kim hàng nha anh em, 300A 45.000 thôi. Đây. Ha, rồi kim 600A. Đây, kim 600A chỉ có 65.000 là anh em có một cây nha anh em. 600A nha. Để anh em, kim 600A thì nó khác biệt, có kèm ốc lục giác để anh em mình vằn ha. Đây. Rất là chắc chắn và bền luôn, cọc đồng này anh em ha. Anh em dòng hàng mà lớn lớn, anh em hàng như móc cậu thì anh em xài những cái kim này thì chất. Đó, tay cán gù cho nên không nóng cho anh em luôn ha. Dòng hàng dù lớn đến đâu nó cũng không nóng, ở kim 600A là ok chất cho anh em luôn ha. Đó, có 65.000 là anh em có kim 600A. Rồi tô vít thử điền này anh em, tô vít thử điền này rất là độc đáo luôn anh em, cực kỳ nhạy cho anh em mình luôn ha. Đây, hàng nội địa Trung ha anh em. Đây anh em này, nhìn khi mà có điền nha, không cần phải đo vào bên trong luôn, anh em có thể đo âm tường được luôn. Nè, có điền này là nó sẽ sáng luôn anh em, rất là nhạy cho anh em mình luôn. Còn không có điền giống như cái này đi, khi anh em mình đo bên ngoài là không có này ha. Ok chưa? Khi anh em đo vào điền này. Đó. Ok chưa anh em? Ok chưa? Rất là ok luôn. Khi mà mình đo ở nguồn xa như thế này, anh em vẫn đo được nha. Điền nó rất là nhạy luôn. Anh em chỉ cần cầm hai tay lại nó vẫn là đã có điền rồi. Thấy chưa? Rất là nhảy khi anh em mình đo trực tiếp vào bên trong này. Đây, điền âm nó sẽ ra màu đỏ này anh em. Điền dương nó sẽ ra màu đỏ này anh em ha. Đây, điền âm nó sẽ ra màu xanh. Điền âm màu xanh, điền dương màu đỏ cho anh em mình luôn phân biệt. Anh em dễ dàng khi mà mình xử lý à. Bình thường những cái tô vít khác anh em mà xài khi mà ghim vào bên trong như thế này, thấy nó không sáng anh em cứ nghĩ là không có điền, nhưng mà nhiều khi là cái tô vít nó không có hoạt động cũng không biết luôn đúng không? Còn ở đây là anh em mình chỉ cần cầm tô vít đó, anh em cắm vào điền âm nó vẫn báo có điền cho anh em ha. Điền âm là báo xanh, điền dương là nó báo thêm đèn đỏ nữa. Đó, âm dương đầy đủ nó sẽ báo thêm đèn đỏ nữa cho anh em luôn. Rất ok luôn anh em. Với dòng bút thử điền này chỉ có 30.000 một cái nha anh em. 30.000 một cái, còn anh em mua số lượng, thí dụ như mua từ 3 cái trở lên sẽ chỉ còn 25.000 một cái thôi. 25.000 một cái nếu anh em mua 3 cái trở lên ha. Rồi, súng xịt hơi, anh em gắn vào bình hơi này, nó chỉ có 35.000 một cái như thế này, 35.000 nha. Có ống ngắn cần dài để cho mình nối dài này, khoảng tầm 1 tấc cho anh em mình luôn ha. Súng inox này, đó, súng inox cho anh em mình luôn, đầu chim nó hoàn toàn nha anh em, xài rất là ok luôn. Anh em về xịt, vệ sinh là rất là tuyệt luôn ha. Rồi, tiếp theo là mùa mưa tới này, keo chống dột thì anh em mình biết rồi, đây. Ở Minh Châu thì có sạc những cái dòng này để cho anh em mình luôn. Đây, keo rất là ghê luôn anh em. Đây, đó, dính cực kỳ, kết dính rất là dày luôn. Anh em mình lột ở đây ra này. Đây là cái mà Minh Châu lột sạc để cho anh em mình tham khảo này. Cái keo này, anh em nhìn này. Đây, ha, nó dính. Anh em chỉ cần, cái này là cuồng 5 phân nha anh em. Anh em dán lên cái tôn đúng không? Dán lên, khi mà có nhiệt độ của ngoài mặt trời nó nóng cái là nó chạy xuống tràn bít trong các cái lỗ kẹ của cái ốc tôn là rất là ok luôn. Anh em chỉ cắt một miếng khoảng như đây thôi ha, bít vừa đủ cái con ốc tôn ở bên trên là anh em dán lại không dột nữa anh em, rất là ok luôn, kín luôn. Còn cuồng 10 phân thì rất là lớn luôn, 10 phân như thế này để dùng cho anh em dán mái nha anh em. Đó, dán những cái cành tôn ở bên ngoài, anh em ốp từ trên tôn xuống tường dán luôn ha. Đó, bên mặt ngoài của cái keo là anh em thấy là bằng nhôm nha anh em ha, bằng nhôm cho nên chịu nhiệt, chịu lực rất là cao và bền bỉ, anh em mình thoải mái xài luôn, đi đạp lên trên nó cũng không sờ rách lụng ha anh em ha.
khi mà để lên tôn thì anh em mình đi lui đi tới nó sẽ rắt lụng đúng không? Ở đây mình nó bằng kẽm cho nên bằng nhôm cho nên là anh em mình dán lên rất là ok luôn. X2000 của Thái Lan nha anh em, rất là ok luôn. Chỉ có 45.000 một cuồng nha, cuồng lớn thì 90.000, cuồng một tấc thì 90.000, cuồng nhỏ là 45.000 cho anh em mình sử dụng. Tiếp theo bồ mũi phay nè anh em, bồ mũi phay đây 6.35 nha anh em, 6.35 nha anh em mình xài cho máy phay một tay anh em đó, máy phay hoặc là những máy nào mà anh em có thể làm được được hết. Đây ở đây thì nó có đầy đủ ở đây 2 4 6 6 6 là 12 mũi, ở đây là nó có đầy đủ các cái chi tiết để cho anh em mình làm rồi ha, soi cành soi rặn khoét tàu hình đều được hết, có hết cho anh em luôn ha. Đó, tàu cành để ghép có luôn rồi anh em, đây bó cành có luôn này, kèm theo một cái lục giác để cho anh em mình khi mà hư bạc đàn anh em có thể thay bạc đàn này, ok chưa, mở ở bên trên này là rất là chất nha anh em, không phải nó đúc liền, có ốc rời để cho anh em mình thay bạc đàn luôn ha. Về lâu về dài anh em mình lướt nó bùi vẫn, nó có hư bạc đàn mình thay vẫn được rất là dễ dàng cho anh em luôn. Một bộ nó chỉ có 220.000 anh em sờ một bộ như thế này ha, 12 mũi mà 220.000 trời quá bèo luôn anh em, bèo nhèo luôn, quá rẻ luôn. Đây bộ mũi khoang tháp này anh em, có đầy đủ cho anh em trong này này, phụ kiện có luôn cho anh em mình, quá trời trời luôn, có bao gồm mà mũi gì thì anh em mình ở trong này mở ra cho anh em mình xem ha. Mũi khoang nhỏ mũi khoang lớn có hết, tháp thì cái mũi tháp lớn nhất là cái này thì từ 4 đến 20, rồi mũi khoang taro cho anh em luôn, ok chưa, quá đầy đủ cho anh em rồi. Đó, một bộ như thế này anh em mua chỉ có 100.000 thôi ha, 100.000 một bộ, đầy đủ quá trời mũi luôn, 100.000 là 1 2 3 4 5 6 mũi, 100.000 nha anh em, 6 mũi ha. Mũi tháp này anh em xài thoải mái rồi, quá đà luôn. Đó, thép vàng luôn, anh em mình xài là bao bền về làm các công việc như khoan sắt này, khoan do ống nhựa, khoan gỗ có luôn cho mình luôn ha. Khoan sắt là con này là chuyên khoan sắt, cái dòng mũi tháp là chuyên khoan sắt, anh em khoan là không phải đổi mũi luôn anh em ha, khoan muốn lớn bao nhiêu thì lớn luôn, thoải mái ha. 100.000 một bộ như thế này anh em. Tiếp theo là bộ vít thu can này anh em, đây có bộ sẵn ở đây anh em, đây bộ này thì bình thường nó là 300 mấy một bộ nha anh em, quá nhưng mà hôm nay quá mềm luôn này, bóp cò là chạy nha, đảo chiều này, lui tới này, anh em mình gắn cái này vào để cho anh em mình thấy này, nó có đầy đủ hết cho anh em mình luôn rồi. Đây nó có ở bên trên là nó có kèm cho chúng ta một bộ vít ba ke này, vít dẹp này, có ống nối luôn cho anh em và có một con sâu để anh em mình nối dài ha, anh em vặn ở trong các cái ngóc ngách góc kẹt này đó anh em thấy không, đó vặn ở trong các ngóc kẹt luôn, lui này tới này, đó lui tới đều được hết cho anh em luôn, quá chất luôn anh em, có kèm theo hai bộ này là quá bèo luôn, giá thì hôm nay chỉ có 250.000 cho anh em luôn ha. Anh em nhấn ở trên này này là anh em có thể bẻ thẳng ra để anh em làm như cái tô vít ha. Đó, khi mình cặp mũi vít vô này rất là đơn giản luôn, anh em bỏ mũi vít vào thì anh em cắm vào đây này, có 5 châm nó hít lại ở trong này luôn ha, mình bỏ mũi vít là được hết đó anh em thấy không, có đèn để chiếu sáng đó. Thay vì anh em cầm cái tô vít, cái tô vít bây giờ anh em mua cũng nếu mà cái ngon ngon phải trên 100.000 đúng không, mà cái này nó có 250.000, máy có pin, có kèm theo dây sạc cho anh em nhá, không có cổng sạc, anh em về cắm vào cục sạc điện thoại mình sạc thôi ha. Đó, có đầy đủ như thế này cho anh em mình xài rất là chất luôn, chỉ có 250.000 một bộ anh em, giá cực kỳ chất luôn, bao bền bao rẻ cho anh em mình luôn ha. Một bộ đầy đủ hai bộ vít như thế này, đây hai bộ vít như thế này cho anh em luôn, chỉ có 250.000 nha anh em, quá rẻ, rẻ quá trời luôn anh em ơi. Rồi tiếp theo là bộ mũi khoan nối dài, khoan khoét, mũi khoét nha anh em, từ 6 10 13 16 19 22 25 32 luôn anh em, có thêm một cái lục giác để cho anh em mình nối cái cần nối dài này, đây cần nối dài khoảng 3 tấc nha anh em, 3 tấc cộng thêm cái mũi này khoảng tầm hơn 1 tấc nữa là anh em mình khoan khoét lộ cực sâu luôn, khoan nguyên cây gỗ lớn anh em khoét qua bên kia luôn anh em. Đây cần nối này, có hai ốc lục giác ở đây nha anh em, cắm cái mũi này muốn nối dài vào vặn vào đây, lấy lục giác siết cứng lại kẹp đầu này là đầu, anh em có thể gắn chuyên vít được hoặc gắn mũi khoan đầu kẹp cũng được luôn ha, cái chuyên vít cũng gắn vào đây được, khoét
cực đã luôn, chỉ có 105.000 cho anh em luôn, 105, giá cực kỳ bèo luôn, bình thường là 185.000. Đây, 185.000 có giá luôn cho anh em, nhưng mà hôm nay là 105.000 nha, 105.000 cho anh em. Rồi. Hôm nay là bán phụ kiện, không bán máy, bỏ máy ra đi. Cưa này, cưa Barat nha anh em. Đây, cưa Barat nha, hàng chính hãng của Barat luôn. Đây, thép CRV nha anh em, chắc cực kỳ đã luôn. Đây anh em có thể thay lưỡi rất là đơn giản luôn, anh em cầm cái cán này. Đó, xếp gọn, anh em muốn thay lưỡi anh em bỏ vào đây. Đây nha anh em, ha, gắn cái móc này trước này. Đó, gắn cho nó sâu vào. Sau đó kéo cái này lui. Đó, vậy là cưa thôi, cực kỳ nhanh. Nói chung là anh em nếu mà sử dụng để cưa lặt vặt ở trong nhà, lâu lâu mình tỉa cành cây cây kiện hoặc làm các cây ăn trái, lặt vặt là con này là tuyệt vời anh em ha. Còn nếu mà anh em cưa nhiều thì anh em alo cho Minh Châu lấy một cái cưa pin hoặc cưa điện, anh em cưa chất ha. Đó, cái này thì chỉ có 90.000, Barat chính hãng luôn cho anh em ha. Đó, ok chưa, hàng chính hãng luôn cho anh em. Một cây chỉ có 90.000 thôi anh em. Đó, còn có mấy cây thôi. Cái này cũng còn mấy cây này, cần xịt nối của đầu phun thuốc sâu anh em. Đây, đầu phun thuốc sâu nhá, khớp 14 cho anh em mình luôn. Đó, anh em nối ren 14 này, có đầy đủ như thế này. Anh em mình gắn vào máy phun thuốc sâu nhá, đầu bét có sẵn luôn cho anh em. Đầu một ngừa hai ngừa đều xài được hết ha. Anh em có thể rửa xe được luôn, ở cái đầu này anh em có thể rửa xe được luôn ha. Cũng có cần tay bóp để cho anh em mình luôn, nhưng Minh Châu quên bỏ lên đây ha. Tay bóp thì cũng mấy chục ngàn thôi. Anh em cái này thì hiện tại vừa rồi Minh Châu bán cũng khá khá mà còn một ít à. Nên anh em còn mấy cây như đây thôi. Thề luôn, anh em nào mà cần thì nhanh tay chứ còn không là không có đâu. Này cần nối dài để anh em vệ sinh xịt rửa rất là đã luôn. Hoặc là mình phun thuốc cũng rất là ok luôn. Anh em có thể mở cái bét này ra, thay luôn vào cái khác này. Đó, thay bét khác, bét loa rồi được hết, bét tô được hết ha. Mình xài được hết. Đó, chỉ có 60.000 là anh em có một cây như thế này ha, 60.000 nha anh em. Rồi, dây xịt rửa này, dây 12m nè anh em. 8m có này, 10m có này, 12m có này. Riêng mà những cái dây 8m thì ở Minh Châu chỉ có 70.000 một cuồng thôi, còn dây 12m là 120.000 nha anh em. Còn dây 20m, 20m chỉ có 150.000 cho anh em luôn, 15m cũng có luôn cho anh em luôn ha. Anh em nào cần cái nào là alo. Súng này, nhiều anh em mua máy rửa xe xong rồi nó xài về lâu về dài lỡ xe cán hoặc là mình xài lâu ngày đó, nó có gãy vỡ, có hư súng thì ở Minh Châu có đầy đủ ha. Súng xịt rửa của máy rửa xe gia đình có luôn cho anh em ha. Đây, một súng như thế này chỉ có 100.000 một súng nha anh em. Súng là gen kim loại cho anh em mình luôn ha. Bình thường nhiều anh em nói xài những cái máy mà rửa xe gia đình thường thường là nó cái trong này nó bằng nhựa đúng không, trên này bằng nhựa thì anh em mình cứ cắm vô xoáy vài lần là nó sẽ hư. Anh em cứ đổi cho em cái súng này ren kim loại ha, sau đó mình xài. Đặc biệt ở súng này nó được trang bị chúng ta một cái đầu phun linh hoạt, anh em có thể chia đồ 45 đồ cho đến về 0 đồ luôn. Anh em cứ chỉ cần xoáy cái này là nó sẽ chia đồ cho anh em luôn, từ 45 đồ đến 0 đồ. Đó, đầu bơm áp của máy rửa xe gia đình có luôn, có chỉnh áp hoặc không chỉnh áp có hết cho anh em ha. Từ đây đầu chỉnh áp trong này thì 380.000 một đầu nha, có nguyên cùng về luôn. Anh em đâu cần phải sửa nữa đúng không, cứ mua alo cho Minh Châu, cờ nào cũng có hết, cứ về ốp vô siết mấy con ốc ở đây lại, cứ nhìn cho đúng cái đầu ha, mình về siết bốn ốc ở đây lại là sử dụng thôi. Bật máy lên đấu cái dây này qua là xài thôi anh em ha. Ok chưa, 380.000 một đầu có chỉnh áp nha anh em. Có chỉnh áp là bên trên nó có cái núm như thế này nữa. Đây, có đầy đủ cho anh em luôn ha. Còn không chỉnh áp, không chỉnh áp thì nó rẻ hơn. Không chỉnh áp chỉ có 250.000 là anh em có một cái rồi. Rồi, lấy nhầm luôn, đầu này là đầu có chỉnh áp luôn rồi. Đầu không chỉnh áp thì nó chỉ có 250.000 cho đến 280.000 tùy theo nha anh em. Đó, còn đầu có chỉnh áp cũng vậy luôn, từ 300 cho đến 308 là anh em có, tùy theo cái mẫu đầu mà anh em đang sử dụng ở nhà ha. Đầu vuông, đầu tròn, đó nó có những cái góc cạnh này, thí dụ như những cái đầu mà nó có V hoặc là đầu tròn này thì giá nó chắc hơn tí. À, còn bình thường nó chỉ tầm 200-300.000 có hết cho anh em ha. Rồi. Đầu này thì 380.000, đầu vuông thì 250.000. Anh em nào đầu không chỉnh áp ấy, 250.000. Anh em cần thì cứ alo Minh Châu ha.
có đầy đủ cho anh em luôn này. Rồi bộ cơ lê bộ này là Minh Châu về bán rất là nhiều luôn, còn sót lại được 4 bộ anh em, cần là alo cho Minh Châu ha. Đây cơ lê vàng nha anh em, bộ này thì anh em thấy này, đầy đủ cho anh em luôn đó. Anh em nhìn không mê thì thôi luôn đấy chứ, không biết mê cái gì luôn. Này bên ngoài trang bị một cái khóa này, có đầy đủ bộ cho anh em ở bên trên đây luôn. Đây đây hai cái khóa nhỏ này, khóa 8 này, này là từ đồng anh em, ship từ đồng ha. Đó anh em cứ ship thoải mái luôn, không phải rút ra nha, cứ bỏ vào ốc ha. Mình ship là cái bên trong đây, nó cái lại con cắp nó sẽ từ khóa cho anh em mình ship ha. Đó ship vậy thoải mái luôn. Còn đầu này thì anh em đúc vào ship, sau đó rút ra cắm vào ship ha. Đầu này có đầy đủ như thế này cho anh em luôn, tất cả đều có ship từ đồng luôn, đầu về từ đồng này anh em nghe này. Đó ok chưa, 19 17 có đầy đủ luôn cho anh em này ha. Đó một này ha, 2 3 4 5 6 7 cái nha anh em, 7 cái chỉ có 250.000, bình thường là 330.000, 250.000 một bộ như thế này cho anh em luôn. Rồi 250.000 một bộ cờ lê khóa nha anh em, từ đồng luôn ha. Rồi bộ phun sơn bình hơi này, đây đó, bình hơi bình bằng nhôm luôn cho anh em mình ha, súng inox luôn ha, F75 đó, đầu chỉnh này anh em mình chỉnh tia ngang tia dọc có hết cho anh em luôn ha. Bộ vệ sinh này ha, hướng dẫn có đầy đủ cho anh em ở đây luôn. Đó, một bộ chỉ có 180.000, anh em sở hữu một bộ nha anh em, 180.000 ha. Lưỡi cắt này về thì anh em thấy này, vừa rồi Minh Châu để đằng hàng nặng quá anh em ạ. Đó nó dính luôn đây, đằng lên trên ấy, nó nặng quá đó, dính kiểu này thì làm sao mà bán mới được nữa, bây giờ sell thôi anh em. Đó, một lưỡi như thế này 25.000 cho anh em ha, một lưỡi cắt gỗ một tấc nha anh em, lưỡi cắt gỗ một tấc chỉ có 25.000, anh em thấy không, lưỡi bót này 25.000 nha anh em. Rồi về thì anh em mua thì về chủ yếu là cái lưỡi này nó ngon lành là được nha anh em, anh em đừng có đòi em cái hộp nó đẹp nó chết em ấy. Đây nó do nó đằng nó ép nó ẩm cho nên là nó dính lại với nhau luôn, má guitar cũng vậy luôn, bót cũng vậy luôn, anh em nào thích cái nào là lùm cái đó nha, chỉ có 25.000 một lưỡi đó. Còn như đây anh em mình xài nhiều thì lấy mấy cái xài ha, chỉ có 25.000 quá bèo luôn anh em. Lưỡi này thì anh em thấy này, quá chất luôn, bình thường 105 một lưỡi này đó, có giá hết, có giá niêm yết luôn chứ. Đây lưỡi này ở bên trong là có đềm cho anh em mình xài ha. Đây một cái lông đền này, địa cắt gạch nha anh em, đây nha anh em thấy không, cắt cực kỳ đà, lít cực kỳ sướng luôn anh em. Đó lít gạch cũng được, cắt cũng được, nó chạy lên tới đây luôn cả phân luôn anh em, cho nên anh em liếc cũng rất là sướng luôn. Đó, một lưỡi như thế này hôm nay để rẻ cho anh em luôn, 85.000 nha. Đó rồi tiếp theo đĩa này của Hotman gì đây, 101 một lưỡi này cũng sell rẻ cho anh em luôn, đĩa này là đa năng nha anh em, đa năng ha. Đó đa năng thì anh em có thể chơi được sắc cổ luôn. Đó đĩa này thì hôm nay là để rẻ cho anh em luôn, 90.000 một đĩa nha anh em, 90.000 một đĩa, hàng chính hãng luôn. Đây đa năng này, đó anh em thấy không, ở giữa này nó có một cái đệm rất là dày luôn anh em nhìn này, nhìn xía vào đây hai bên ha, nhìn vào đây hai bên nó có hai cái đệm, nó là lưỡi chống sốc nha anh em, chống đá lưỡi, chống bằng vằng lưỡi nha anh em, nên anh em cắt lưỡi này thì cực kỳ bền đó. Ok chưa, anh em cắt đá hoa cương chơi được cho anh em luôn ha, 90.000 một lưỡi nha anh em. Đó không có nhiều đâu, chỉ có hai hộp thôi, còn có nhiêu đây là sell luôn cho anh em đó. Đó mỗi thứ còn hai hộp ha, cái này thì còn không được hai hộp này, trong này thì còn ít à. Rồi tiếp theo đầu chuyện này anh em, 20.000 một đầu cho anh em như thế này ha, có luôn cả con ốc nha, bình thường anh em mua ở ngoài không bao giờ có con ốc này đâu, không có nha anh em, nhưng mà ở đây Minh Châu có con ốc luôn này, thép rất là chắc chắn luôn cho anh em luôn ha. Đây, đầu này là anh em chỉ cần gắn một cái đầu khoan 13 ly vào là sử dụng thôi ha, đầu khoan Minh Châu đây
gắn cái đầu khoang vào nha anh em. Lấy tô vít ra, mở cái này ốc này ra, sau đó vặn cái đầu này vào bên trong. Đó, vặn vào đây ha. Sau đó siết con ốc vào, nó giữ cái đầu lại, gắn cái này vào khoang ba chức năng, khoang luôn ha. Rất là tiền lời luôn anh em, khoang mùi nhỏ. Khi mà cái khoang ba chức năng nó phải xài cái lưỡi đuôi gài này thì anh em mình nối thêm một cái đầu nối như thế này hoặc là cái đầu sắt thì anh em mình khoang mùi nhỏ tuyệt vời luôn anh em ha. Khoang hoặc bắn tôn kẹp đầu tôn rất là ok luôn. Mình tận dụng, thay vì lâu lâu mình bắn một vài con, mình có thể tận dụng mua cái đầu như thế này được, khỏi phải mua nguyên một con máy ha. Đây, đầu sắt thì nó giống như thế này ha. Đó, một cái đầu khoang là bỏ vô, anh em có đầu khoang rồi thì thôi, còn chưa có đầu khoang cũng có thể mua ở đầu khoang ở Minh Châu luôn, chỉ có 45-50 nghìn là có một cái đầu rồi. Anh em vặn vào, đó, siết vào, siết ốc lại là sử dụng thôi, cắm vào khoang ba chức năng nha. Rồi, video hơi dài rồi anh em, để video sau nha, Minh Châu sẽ làm tiếp những cái dòng phụ kiện máy móc, thì anh em mình cần những cái nào thì anh em có thể đăng ký video để tiếp theo những video sau mà Minh Châu lên phù hợp ủng hộ Minh Châu. Còn hôm nay anh em thấy cái nào vừa ý là ủng hộ nha, giá cực kỳ mềm luôn anh em. Video hôm nay Minh Châu xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.